Nghĩ chứ làm sao giờ hai gặp này kìa. Tôi hỏi bà chứ bà hỏi tôi hả? Làm gì có thai mà bà nói tôi nghe thôi chứ bà hỏi tôi hả? Tôi có biết đâu thì có ông chứ có ai. Sữa nè. Đến rồi. Hai. Em sửa nhà coi chuyện lắm á. Có lắm. Mà không biết mà người em bị sao sáng giờ hay cứ gần mệt mệt như người đó. Như sáng này hay giống hơi đau đau bụng như vậy mà con lương cho anh tự nhiên á, nó nhọn ối nghe tanh tanh nghe tanh tanh nó ối vậy, nghe sao bầu có nhà có bầu mà có bầu không khí thì tôi ở nhà tôi ở đây mà có bầu tới số tôi chứ. Có bầu không khí thì tôi ở nhà tôi ở đây mà có bầu tới số tôi chứ. Thì ông ở đây mới có bầu nữa. Tôi làm bệnh viện ông gài vậy chứ sao tôi mắc ối sao bà chợ mà hút có ngồi nhiều khi nó bị bao tử chàng như vậy không. Chắc vậy, không lẽ tôi ăn trúng gì tào lao rồi nó nhọn nhọn ta. Chứ nói là gì, tại đâu tôi không tạo gì mới nửa tháng nha, có bầu tạo số rồi tôi chịu hẳn. Thì thôi ông muốn hết đi sửa đi rồi tôi chạy sợ mua thuốc à. Chứ giờ lại gặp đồ tân cái là cứ nhọn nha. Ừ đi đi. Mà lỡ có nào dính không không? Cũng gì dính đó rồi, nói tôi không dạy tôi không dính gì dính. Đi đi. Sẵn mua đưa chai Nguyễn cho đi nha. Nguyễn như này, phải thúi vậy đó. Có đánh dằn mà không thúi. Thì tôi đi nha. Ừ, nó khác cho coi mặt còn dài đi. Họ khỏi đi, chai chị ra ngoài chút xíu gì. Ừ, nắng lắm. Nắng đúng quá, xíu gì đi. Bây giờ mình giáo bộ mình đi chợ mình mua thuốc cho mấy bạn. Đó. Em đi nha anh. Đi đi. A few moments later. Nè. Mình em mua trái xúc miệng cho anh nè. Chẳng mua luôn hai que thử thai luôn. Thai vậy mà thử. Thì mua thuốc nó kêu á về thử thôi, lỡ dính làm sao. Ừ thử thử đi chứ làm gì có mà thử. Thì thử đi cho chắc, lỡ có bầu sao trời. Ừ biết là nó thử làm rồi là hết bệnh thôi. Dạ. Mình thở ngắn hơi dài nha chú em. Dính ai gạt tôi nè. Mà anh vậy? Bị khùng hay gì dính ai gạt? Không bôi thử là bộ tôi dạch mực chứ sao mà không bôi. Thì tôi dạch cơ mà có dạch mực không mà bị khùng gì sao không lấy gì. Mà có ai
Hồi nuôi bệnh tôi không gà trong bệnh viện có hai đợt. Ủa ông chứ có ai vậy? Tự nhiên điên hả? Không lẽ có ai vậy? Đó, không chạy nãy tôi có làm ăn nhưng mà có thai. Hồi trước nửa tháng đó là sao? Ông nhớ rồi coi. Dắt này mới 7 giờ mà nghe ấu. Rồi mẹ thịnh thì ra vậy chứ làm sao vợ ai gặp rồi kìa? Tôi hỏi bà chứ bà hỏi tôi hả? Làm vô có thai mà nói tôi nghe thôi chứ bà hỏi tôi hả? Tôi có biết đâu thì có ông chứ có ai. Sao có tôi được không? Tôi làm bệnh viện cái tháng này rồi thai gì mà thai. Sao có tôi được không? Tôi làm bệnh viện cái tháng này rồi thai gì mà thai. Chứ vợ tôi thử ra hai gạch được không? Ông biết nói gì vợ? Bà đi chơi với ai không? Không, ông nghĩ sao vậy? Tôi ở bệnh tôi nuôi bệnh cho ông mà. Mà chơi ai, chơi bởi với ai được? Chỉ chứ sao có, hay là gì đây? Về đây tôi chăm sóc ông không ngại mà ông nói vậy. Lúc tôi đi ngủ rồi bà đi chơi thì sao không biết được? Chơi đi. Lúc tôi đi ngủ rồi bà đi chơi thì sao không biết được? Chơi. Ông ngủ tôi ngủ sát bên ông rồi, hôm nay tôi đi chơi ông hay vậy? Chứ sao có con? Con tôi không biết. Tôi á, chứ bà nghĩ sao không? Ngày cái tháng chạy ra kia. Bệnh tôi nằm rồi, thấy rồi, tao bật coi cái kia. Không mới thử lại cái kia, không mới làm gì. Tôi muốn có cái mà. Làm có thai được, bà nghĩ sao có thai được? Nó lên hồ tinh bằng không khí hay gì? Chứ nó không có thai, sao nó lên được hai gạch vậy? Tôi hỏi bà chứ bà hỏi tôi nữa. Ông mày ngủ ghê trời. Trời, bây giờ có thai rồi đó, nuôi ông. Cái gì mà nuôi? Con của ông mà nói gì vậy? Con nuôi tôi không ngờ tôi ngồi nằm viện mấy cả tháng nay rồi bị khùng hay gì. Rồi phá thai đi nha. Nó có thằng nào nữa rồi đó, tôi không thái bà đó, thấy bà hiền hiền chơi bà chứ vậy. Ông điên cái gì? Trời, con của ông chứ con của ai? Con là của tôi. Ông của ông vậy sao vợ nó hai gạch người tôi có đi đâu chơi đâu, ông đi ngày tối ngày tôi chăm sóc ông suốt mà. Có bỏ ông dây nào không mà pha sữa cho ông uống nữa. Biết tới giờ pha sữa cho ông uống rồi. Rồi đi chơi được nào. Dắt tôi muốn chưa nè. Nãy giờ. Nãy giờ tôi làm những chuyện sao á. Có không đâu. Mà đi chơi. Mà đi hút. Đi hút ông chứng kiến nãy giờ mới có bao lâu đâu mà thì muốn xét bên ấy cái tới rồi. Vậy sao mà có thai được? Tôi không có làm đâu, không có thai được. Nên đợi hết rồi. Thôi thôi. Bà gì luôn hả? Không mấy giờ. Mấy giờ bà đi quỷ bỏ thai chứ sao vậy? Ông điên hay gì? Con của mình mà bỏ. Cũng trên không suy nghĩ được vậy luôn á. Của mình được sao mà của tôi được? Ủa, thiệt chứ, nói ra thiệt. Làm gì em sức mồ hôi thì con của mình thì có thì mừng chứ nói gì. Sao mà có được? Tháng nay tôi nào bệnh viện rồi bệnh. Sao mẹ, có con được? Mẹ, tôi thấy hèn gì, tôi thấy bụng tôi cỡ này nó căng căng bự bự. Mặn con luôn cho ông thấy máu quá trời. Là dính thiệt rồi nè. Thiệt mà dính qua chứ tôi sao mà dính được mà dính. Thiệt mà dính qua chứ tôi sao mà dính được mà dính. Không dính sao vợ có. Bà hỏi tôi đó, tôi hỏi bà không hỏi rồi còn hỏi tôi nữa hả? Ông đừng có tào lao nha. Con của ông chưa làm cái chuyện là lúc tôi mổ rồi bây giờ. Thì tôi ở dưới tôi canh ông chứ ông. Chứ không lẽ tôi đi chơi. Không lẽ vợ khắc đó tôi đi chơi hả? Biết sao được, với kia ông ấy chơi sao mà dính. Sao tôi biết được thì giờ có thì có chứ. Tôi là có đi chơi đâu mà rỡ hả? Ông đừng tào lao nha, bực bội nha. Cô đi tôi phá nè, con của mình chứ con có ai mà phá. Rồi đi phá đi chứ tôi rồi không chịu. Thôi bà nói tôi bực bội tôi không có gì đâu. Con của tôi là bà đi phá không được. Không con của ông chứ không có ai. Không phải con của tôi rồi tôi kêu xử bà nếu mà nhảy dựng như vậy cũng không. Nhảy dựng gì nhảy dựng. Ngộ ghê vậy. Nghĩ coi đi nằm viện gì à. Tháng trời nay rồi có đụng đị gì đâu mà có thai làm sao. Ngộ thiệt chứ. Ông mới ngộ á, rồi lỡ trước đó hả? Ông à, ấy mà tôi chỉ cũng té không quên rồi đó. Thì có quên à, tôi không quên à. Cũng té không quên rồi đó. Thì có quên à, tôi không quên à. Làm ăn mà quên.
biết đâu. Ủa, bệnh là làm được luôn mà quên. Ông té trúng đậu quá gì bây giờ hai máu rồi ông quên rồi sao? Thôi đừng nói hai máu mà trời, nói bệnh chứ hồi hai máu rồi chứ hoài. Thôi coi chừng ông hai máu quên rồi thôi, tôi không nói dâm nữa mệt quá. Là đâu vậy? Vô. Bà đi thôi hả? Hai đẹp con luôn. Chứ ông muốn sao nữa? Ông muốn cái gì? Nói đi. Giờ ông mấy đường chậm chậm là nhẹ nhẹ. Chậm chậm là nhẹ nhẹ. Đi luôn đi. Ừ, giờ ông cho phá hai con. Đi thiệt. Không biết sao chú bệnh cho tháng nào mà có thai được. Chú không hiểu được chứ. Chứ giờ ông muốn sao? Bỏ nó hả? Bỏ nó chứ sao, không phải con tôi rồi đó. Sao mà không phải con ông được? Con tôi không, không con tôi. Nè, con của ông này nè, con của ông này nè. Con một tháng nay tôi không làm ăn đụng địa mà con bà tôi nằm mới gì. Ngồi với con không xong nữa mà con tôi đâu ra đây. Ngồi với con không xong nữa mà con tôi đâu ra đây. Chứ không con ông con ai sao bụng nguyên gì nữa. Đó thì mới đưa đưa hỏi đạp cái lọt sàn này đưa đưa đây nha. Không nghĩ sao gặp không nhở? Là anh Tư đó. Anh chưa có bầu mà chưa có bầu mà ông đồ đạp tôi vậy hả? Làm gì nhìn tôi cho anh thấy không? Không hộ ai gạch anh cho anh vậy cho anh thấy không? Hụng cái gì thấy bụng căng căng không? Thôi vậy cho anh thấy không? Mới ăn có mấy cái bánh nữa bự dưới kia lắm á. Cho anh ăn thơm. Em thì ừ. Cảm thấy nó là đổ thôi. Xúc mười hộp đi. Ủa có bầu không mừng hả? Không. Ngộ quá. Chắc có bầu thiệt. Có bầu thiệt mà nè. Thấy không? Để mới quay đâu ấy mà đây. Tôi giống mấy quay rồi, tôi đâu cho ông thấy đâu. Nói cái gì, cái chuyện nữa. Cái chuyện nào? Ông mày ngộ ghê. Đó. Nãy giờ tôi cũng nghi kìa. Hai gạch thiệt chứ bộ. Thấy không, hai gạch đó. Nhưng mà lụm đâu ra thẻ hai gạch à. Trời, bí kíp của tôi, sao tôi nói không được. Hay thiệt chứ. Xin có bà nào hay vậy? Biết luôn. Chứ làm gì có được cái thẻ này. Thấy cái chị hàng xóm mới có bầu đó qua chị kêu chị test dùm. Ừ. Lãnh nó trời ơi, bệnh nó mới yên mà. Không chết giờ đó thôi, để nhìn được hay rồi. Quá trời mồ hôi chảy rồi. Ủa, có con thì mừng, làm gia liền luôn hả? Mừng cái đậu của bà rồi. Con gì mà không ngày cả tháng tại nay mà con đâu ra mà con. Cả tháng tại nay mà con đâu ra mà con. Cũng sao á. Con không có con ai. Không phải con ông thì thôi. Đó. Trời nãy ăn có mấy cái bánh thì uống mấy ly nước nữa. Mà bụng, tôi mà mập, bùi bụng quá trời bụng luôn à. Ủa thì chở ổng gì đang ra. Cái mít tôi bỏ vô á. Trời hay thiệt trời, nhưng mà cũng để vô được luôn đi. Hai bữa ông ngủ mê quá anh chị. Chị chứ uống thuốc nó buồn ngủ mà không ngủ thì được. Có người bị tròn. Hoài mày các bạn đi chứ. Có người bị tròn liêu liêu liêu. Ê, tôi quay cho bạn chào bạn đi. Đó. Chưa. Đó, mấy bạn thấy gì chứ. Tròn có bầu cãi lia lịa luôn. Tính đâu. Mà có bầu đâu tính. Tự nhiên biết sao có bầu. Trời, thiệt tình đi. Mỗi con chút cũng phá hả. Do có sữa mà phá thành thể xác vậy. Tôi thích tôi cho được không? Trời. Ai mượn qua hôm kia vậy ông cho tôi khóc không vậy? Trả thù quá hả? Hên á, tôi cái này là tôi làm hơi nhẹ nhàng rồi đó. Chứ tôi bữa nào mà tôi làm mạnh bảo thì biết. Cho nhẹ nhàng thôi mà bạn ơi đói kịch liệt quá. Sợ quá hên rút kiếm sớm. Chứ thôi tâm sực sực tiêu rồi. Không chừng nhiều khi ông quạo lên đuổi tôi ra khỏi nhà nữa không chừng. Có à, chuẩn bị vũ đi ha. Chuẩn bị không? Đọc ông giờ chuẩn bị. À, chào các bạn đi rồi. Chào tất cả các bạn nha, bữa nay mình cho cũng coi như là thành công rồi đó. Nếu các bạn thấy clip này hay thì nhớ ấn like cho mình nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ
ấn đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo nha mấy bạn. Mình cho gây cấn lắm. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Tạm biệt.